Hello, xin chào. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với channel Lê Đình Kiên. Mình xin tự giới thiệu, mình là một nhà sáng tạo, là một nhà đầu tư và là một chuyên gia marketing. Hôm nay mình muốn chia sẻ một chủ đề vô cùng hấp dẫn và tuyệt vời mà mình tin chắc rằng được rất là nhiều người quan tâm. Chủ đề hôm nay mà mình muốn nhắc đến, chia sẻ và gửi đến tất cả các bạn đó chính là trắng tay bạn cũng sẽ trở thành tỷ phú nếu bạn biết được những cái bí kíp đột phá này. Dưới đây mình xin chỉ ra những cái bí quyết đột phá nó sẽ giúp bạn tiến thẳng đến con đường thành công. Nếu như bạn đang tìm ở đâu đó những cái cách thức hay những cái công thức để có thể giúp bạn có một cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, để có thể giúp bạn tiến đến con đường thành công nhanh hơn, thì video này dành cho bạn. Xin chúc mừng bạn. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với channel Lê Đình Kiên. Hãy đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng chuông bên cạnh để có thể cập nhật những thông tin hay bổ ích nhất mà mình sẽ chia sẻ trên kênh Lê Đình Kiên. Dưới đây mình xin chỉ ra những cái điều đặc biệt mà bạn cần phải làm để có thể trở lên giàu có hơn. Cái điều đặc biệt đầu tiên, hay chính là cái bí quyết đột phá đầu tiên, đó chính là bạn phải lập chí. Nếu như bạn không có ý chí, bạn dễ dàng bỏ cuộc trước những cái khó khăn, những cái thách thức mà cuộc đời đem đến cho bạn, thì chắc chắn bạn sẽ không bao giờ đạt được sự tự do về tài chính. Chắc chắn bạn sẽ không bao giờ đạt thành công đột phá, mà thay vào đó bạn sẽ thất bại, cuộc đời của bạn sẽ gặp bế tắc. Chính vì vậy, bạn phải có một ý chí sắt đá, có một cái tinh thần doanh nhân, có một cái tinh thần không bỏ cuộc. Khi gặp khó khăn, khi gặp thách thức thì bạn phải dám đối đầu và trực tiếp giải quyết vấn đề. Tuyệt đối không được trốn tránh trách nhiệm, tuyệt đối không được lảng tránh đi đến một chỗ khác. Đây chính là một trong những cái điều đầu tiên mà mình muốn chia sẻ, muốn gửi đến tất cả các bạn, đó chính là bạn phải có một ý chí sắt đá kiên cường, kiên định với cái mục tiêu, với cái kế hoạch mà mình đã đặt ra, và bạn cần phải thực hiện nó hàng ngày, thực hiện nó liên tục để có thể gặt hái được về cho mình những trái ngọt vô cùng lớn lao. Tất cả những người thành công và những người giàu có thì họ đều có một cái ý chí sắt đá và một cái tinh thần tuyệt vời, một cái tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Và họ quan niệm rằng thành công thực chất chỉ nằm ở mặt bên kia của thất bại mà thôi. Thành công là không bao giờ bỏ cuộc, còn bỏ cuộc là không bao giờ thành công. Đây chính là một phẩm chất vô cùng đáng quý của những người thành công mà chúng ta cần phải học hỏi và phát huy hàng ngày. Cái điều số 2 mà mình muốn chia sẻ và muốn gửi đến tất cả các bạn, để mà các bạn từ một người bình thường có thể trở lên giàu có hơn, có thể trở thành triệu phú hay thậm chí là tỷ phú, thì bạn phải thoát ra khỏi vùng an toàn của mình. Nếu như bạn đang nằm ở trong cái vùng thoải mái, nằm ở trong vùng thoải mái nghĩa là gì? Bạn biết đủ ăn, đủ sống hàng ngày và cuộc sống của bạn cứ tiếp diễn như vậy, nhưng bạn lại không có được cho mình về cái sự tự do về tài chính. Bạn chỉ là một người làm công, ăn lương, hàng ngày đi làm, bạn đánh đổi công sức, đánh đổi thời gian của mình để có thể kiếm về một đồng lương ít ỏi, thì như vậy là bạn đang ở trong một cái vùng vô cùng thoải mái. Nhưng bạn biết đấy, sau cái đợt dịch Covid-19 vừa rồi thì chúng ta đã rất là nhiều người bị mất việc, rất là nhiều người bị khủng hoảng tinh thần. Và từ đó bạn lại không biết làm như thế nào để mình có thể thoát ra khỏi được cái sự buồn chán, cái sự buồn tẻ của công việc đó, để tiến đến một nấc thang mới, một cái con đường mới để có thể giúp bạn tự do về tài chính, để có thể giúp bạn trở nên giàu có hơn. Chính vì vậy, nếu như bạn đang ở trong cái vùng thoải mái, tức là vùng an toàn của bản thân, thì bạn sẽ không bao giờ có thành công đột phá. Bởi vậy, bạn hãy vượt ra khỏi cái vùng an toàn đó, bạn hãy vượt lên chính bản thân mình để đi đến một nơi mà bạn mong muốn, để có thể làm những công việc mà bạn yêu thích. Từ đó bạn sẽ tìm ra được cái điểm thích của mình, tìm ra được cái điểm mạnh của mình và phát huy tối đa cái điểm mạnh đó, thì chắc chắn bạn sẽ đạt được thành công, chắc chắn bạn sẽ gặt hái được cho mình những thành tích. Chính vì vậy, thoát ra khỏi vùng an toàn là một trong những cái cách để có thể giúp bạn trở lên giàu có và giúp bạn tiến đến con đường thành công nhanh hơn. Và một cái bí quyết đột phá số 3 mà mình muốn chia sẻ để các bạn có thể trở lên giàu có và thành công trên cái con đường mà mình đã lựa chọn, thì bạn phải tận dụng thời thế một cách triệt để. Các bạn biết đấy, thế giới của chúng ta luôn liên tục thay đổi không ngừng nghỉ, thị trường liên tục biến động. Chính vì thế,
chúng ta hãy biết cách tận dụng thời thế. Nghĩa là như thế nào? Khi mà cơ hội nó xảy ra đến với các bạn thì các bạn hãy biết cách nắm bắt cơ hội này để có thể tự tạo ra cho mình được những cái trái ngọt. Nếu như bạn biết nắm bắt cơ hội thì chắc chắn bạn sẽ đạt được tự do về tài chính, chắc chắn bạn sẽ có một cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Nắm bắt cơ hội nghĩa là gì? Khi mà một cái cơ hội nào đó nó đem đến cho các bạn, một người nào đó có thể nhé, một người nào đó họ giang tay ra giúp đỡ các bạn, bảo các bạn rằng đó, cơ hội đó hãy làm đi, hãy tiếp tục kiên trì làm đi, nó sẽ tạo ra sự đột phá đó, nó sẽ mang đến cho bạn được một cái cuộc sống mà bạn mơ ước có. Thì lúc đó bạn, rất nhiều người nghi ngờ rằng họ lừa mình, rất nhiều người nghĩ rằng tôi phải nghiên cứu đã xem cái điều này có đúng hay không, tôi phải chuẩn chỉnh lại đã, phải nghiên cứu một thời gian đã để học hỏi đã, hỏi ý kiến mọi người xung quanh đã thì tôi mới bắt đầu làm. Cái điều này hoàn toàn không sai, nhưng nếu như các bạn khi mà cơ hội người khác đã trao cho các bạn mà các bạn còn nghi ngờ, mà các bạn còn do dự, mà các bạn thiếu quyết đoán thì cơ hội nó sẽ vụt ra khỏi tầm tay của các bạn. Chính vì vậy bạn phải nắm bắt cơ hội đó một cách nhanh chóng, tận dụng thời thế chính là như vậy. Tận dụng thời thế tức là bạn phải là người đi đón đầu xu hướng, bạn là một người tự, có thể nói bạn có thể tự tạo ra cơ hội của mình. Nếu như các bạn không nắm bắt được cơ hội thì bạn, nếu bạn là một người có trí tưởng tượng, bạn là một người sáng tạo, bạn là một người có ý chí kiên cường thì bạn có thể tự tạo ra cho mình một cái cơ hội cho riêng bản thân mình, tức là bạn phải đón đầu xu hướng. Thì từ đó thành công không sớm thì muộn nó sẽ đến với các bạn. Và tôi tin chắc rằng nếu như các bạn kiên trì đến cuối cùng, làm những cái công việc cho mình liên tục đổi mới sáng tạo thì các bạn chắc chắn sẽ gặt hái được thành công và còn hơn thế nữa. Một cái điều tiếp theo mà mình muốn chia sẻ để mà các bạn có thể từ trắng tay mà có thể trở thành tỷ phú được thì các bạn phải dám đầu tư vào bản thân và các bạn phải có nền tảng. Nền tảng ở đây nghĩa là gì? Các bạn phải liên tục học hỏi, tiếp thu những cái kiến thức mới, tiếp thu những cái điều mới xảy ra xung quanh cuộc sống của chúng ta. Nếu như các bạn nghĩ rằng các bạn học đại học xong rồi, các bạn học tiến sĩ xong rồi, có bằng tiến sĩ, có bằng cử nhân, có bằng kỹ sư xong rồi thì các bạn không cần phải học nữa, thì chính cái suy nghĩ này nó sẽ giết chết sự nghiệp của bạn, nó sẽ khiến cuộc đời của bạn bế tắc và không thể nào tìm ra được một lối thoát. Chính vì vậy bạn phải luôn có một cái tinh thần học hỏi. Tất cả những kiến thức xảy ra xung quanh cuộc sống của chúng ta thì đều đáng để chúng ta phải học hỏi. Từ đó chúng ta có thể chín chắn hơn, chúng ta có thể giải quyết tốt được vấn đề cũng như công việc hàng ngày của chúng ta. Chính vì vậy bạn dám đầu tư vào bản thân là một khoản đầu tư vô cùng có lợi. Đầu tư vào bản thân bằng cách cái việc rằng bạn đầu tư vào về mặt thể chất, tinh thần, trí tuệ và tình cảm xã hội, tức là xây dựng mối quan hệ. Bốn cái điều này nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái con đường công danh sự nghiệp của các bạn. Đầu tư vào bản thân, có thể các bạn có thể tham gia một cái cộng đồng tích cực nào đó để học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, hoặc các bạn có thể mua những cuốn sách của những người nổi tiếng, của những người thành công mà họ đã chia sẻ lại. Từ đó bạn có thể học hỏi được những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức đó. Đây chính là một trong những cái mà các bạn cần phải học hỏi, và nó là một cái thứ gì đó có chi phí rẻ nhất để các bạn có thể tiếp thu lãnh những cái kiến thức đó để có thể giúp bạn tiến đến con đường thành công nhanh hơn. Trên đây mình đã chia sẻ những cái cách thức để có thể giúp bạn từ tay trắng trở thành triệu phú hoặc thậm chí là tỷ phú. Nếu anh chị và các bạn thấy video này hay hữu ích, hãy nhớ đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng chuông cạnh để có thể cập nhật những thông tin hay bổ ích nhất mà mình chia sẻ trên kênh Lê Đình Kiên. Và mình đã để đường link Facebook ở dưới phần mô tả của video này. Bạn hãy click vào đường link Facebook để có thể kết nối trò chuyện giao lưu với mình. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.